Ca sĩ Mỹ Tâm bận rộn làm hậu kỳ cho phim tài liệu đầu tay sẽ phát hành đầu tháng 4. Ca sĩ Mỹ Tâm bận rộn làm hậu kỳ cho phim tài liệu đầu tay sẽ phát hành đầu tháng 4. Bộ phim ghi lại hành trình cô thực hiện live show, tri âm.